Cô My này, cô có biết là vai diễn phản diện là như nào không? Em không ạ. Là như thế này này, là ăn miếng trả miếng đấy. Còn bây giờ cô cút ra khỏi công ty rồi. Ôi em kia phải là cái cô diễn viên gì hot của cái phim Chủ tịch nhỉ? Ra thử với bà đấy. Ôi, xinh thế. Bảo sao mà bọn đàn ông chả bao giờ chúng nó cưỡng được. Xinh mấy thì cũng chỉ loại đi cấp chồng thôi. Đấy là trên phim, ảnh là xin chữ ký đi. Chào em xinh đẹp. Em là diễn viên đúng không? Cho anh xin chữ ký được không? Dạ vâng ạ. Này, tôi nghe nói là diễn viên thường bị mấy vai diễn vận vào đời thường đúng không? Cũng tùy từng người thôi ạ. Thế thì cô có đi cấp chồng trong phim không? Em hỏi cô gì vô duyên. Vô duyên cái gì? Thì đạo diễn hay chọn người phù hợp với vai diễn mà. Cô ta phải chắc là có kinh nghiệm lắm thì mới được chọn vào vai như thế chứ. Chị ơi, cũng chỉ là phim thôi ạ. Chị nói như vậy thì mang tiếng cho những người đóng vai phản diện như chúng tôi quá. Phim cũng chỉ là phim thôi. Chứ ngoài đời chúng tôi sống rất đàng hoàng tử tế, không bao giờ làm mấy cái trò ăn trộm ăn cướp hay là trái với luân thường đạo lý cả. Ai mà biết được, quả trứng có thủng ấy thì rồi nó mới bu vào chứ. Cô phải như nào thì giữa hàng bao nhiêu diễn viên đạo diễn mới chọn cô vào cái vai cướp chồng giật chồng như thế chứ. Người ta cũng là diễn viên mà người ta toàn đóng vai tốt, vai đẹp chứ có như cô đâu. Đi đóng mấy cái vai mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì tôi nghĩ là cô cũng chả phải cái loại tốt đẹp gì đúng không? Chị này, chị lại hiểu sai rồi. Phim gì cũng là phim, mà diễn viên đóng vai gì thì cũng là diễn viên. Bây giờ tôi hỏi chị nhá, nếu mà tất cả mọi người đều muốn đóng vai tốt thì làm gì có phim cho mọi người xem được. Hơn nữa, chúng tôi đóng phim ấy, chúng tôi đóng đa dạng thể loại vai để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Với lại đạo diễn bảo chúng tôi đóng vai gì thì chúng tôi vào vai thôi, chứ có phải là do chúng tôi có kinh nghiệm gì đâu. Đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng. Loại diễn viên mặt lợn mà bánh bao này thì có cái gì mà anh hâm mộ. Này chị, tôi biết là diễn viên là nghề làm dâu trăm họ, có người ghét, người thích. Nhưng mà nếu mà chị muốn góp ý cho tôi về kinh nghiệm diễn xuất của tôi ấy, thì tôi xin phép, tôi chân thành đón nhận điều đó. Nhưng mà nếu mà chị cứ không phân biệt giữa đời thường và phim ảnh, rồi buông lời miệt thị tôi, thì tôi xin phép, tôi sẽ không nói chuyện với chị nữa. Sao thế? Vừa nãy vẫn đang diễn kịch giỏi lắm cơ mà, bây giờ bị tôi nói trong tim đen rồi cho nên là không diễn nữa à? Em, người ta là diễn viên nổi tiếng, sao đi gây sự người ta thế nhỉ? Sao? Sợ cái gì? Diễn viên ý, có là nổi tiếng đến mấy thì cũng là người thôi. Lại dám đi coi thường khán giả. Này, không có khán giả nhá, thì diễn cho chó nó xem ý. Người ta kia kìa, là diễn viên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế mà phát ngôn vớ vẩn ý, còn bị cấm sóng. Huống hồ là cái loại diễn viên hạng 3 chuyên đi đóng gái ngành cô Toàn. Chị, thưa chị, từ vừa nay đến giờ, tôi chưa từng buông lời phỉ báng hay là khinh thường chị cả. Chỉ có chị ý, là cứ luôn miệng xúc phạm tôi thôi. Tao thích chửi mày đi thì làm sao? Mày kiếm sống bằng tiền của bọn tao mà bây giờ còn bắt bọn tao phải cung phụng mày nữa. Này, cái loại như mày ý, chắc cũng chỉ gán cái mác diễn viên để đi mồi chài đàn ông thôi chứ gì. Nói là diễn viên hạng 3 cho sang mồm thôi chứ thật ra cũng chỉ là cái loại gái gọi cao cấp thôi đúng không? Này, chị ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Chị có tin là tôi kiện chị vì cái tội phỉ báng không ạ? Kiện á? Này, mày đóng phim cấp 3 nhiều quá cho nên là bị nhiễm rồi đấy ạ. Tao nói cho mày biết nhá, lên Facebook của mày mà xem, có bao nhiêu đứa chửi mày ý, chứ không phải riêng gì tao đâu. Có giỏi thì mày kiện từng đứa đấy đi, tao xem nào. Đấy là tại vì chị và họ giống nhau. Mà nhân tiện đấy, ngày hôm nay tôi gặp chị thì tôi cũng muốn phân tích cho chị hiểu là chị đang làm sai ở đâu. Tôi bảo chị này, chẳng nhẽ chị thấy người ta làm sai mà chị vẫn còn a dua làm theo người ta à? Tao chả thấy tao sai ở đâu hết cả. Này, cái loại như mày ý, cái loại diễn viên hạng 3 như mày ý, đáng bị chửi lắm. Không phải là mình tao chửi đâu, mà mấy cái đứa trên mạng xã hội nhá, nó còn lôi cả dòng họ tổ tiên 18 đời nhà mày ra chửi nó cơ. Chứ không riêng gì mình tao đâu, mày hiểu chưa? Em, người ta đã nhìn mình kìa, nhưng người ta đang lên mạng thì sao? Vớ vẩn vớ vẩn. Nhìn thì làm sao? Kể cả đang lên mạng ấy, thì cũng chỉ có mình nó xấu mặt thôi. Diễn viên nổi tiếng mà không biết điều lại còn dám đôi co với cả khán giả giữa đường giữa chợ như này á. Chị này,
tôi nhắc lại một lần nữa là từ vừa nãy đến giờ tôi nói chuyện hết sức bình thường và lịch sự với chị. Từ vừa nãy đến giờ ấy, chị là người luôn miệng khinh thường tôi, xong rồi phỉ báng tôi đấy. Và tôi cũng nói luôn là tôi với chị không hề quen biết nhau. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chị không hề biết tôi là con người như thế nào. Vậy mà chị cứ luôn miệng khinh thường tôi, xong rồi chửi mắng tôi như vậy. Tôi nói cho chị biết này, chẳng qua tôi là diễn viên nổi tiếng, cho nên tôi không thèm chấp với chị. Tôi hiểu tâm lý của khán giả xem phim như thế nào. Nhưng mà nếu mà chị gặp một người bình thường ấy, người ta ghê gớm. Một là người ta sẽ đưa chị lên công an, hai là người ta sẽ cho chị một cái bạt tai đấy. À, thế à? À thế làm sao mà à? Này, nói cái gì đấy? Anh cay mồm. Cha được tích sự thì cả. Thằng con kia, mày nói ai là ăn bạt tai cho? Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày có tin là tao không mồm mày vào không? Tôi không thể đứng đây nói chuyện với một người thiếu lý lẽ chị được. Tôi đi trước. Này, tao đã cho mày đi chưa? Hả? Chị làm gì đấy? Em bỏ ra. Trời, vụ làm sao nhỉ? Cô đi, đi. Anh bỏ em ra. Cô đi đường ấy làm gì nữa? Em phải cho con giải rách một trận mới được. Trời ơi. Trời, em bị làm sao nhỉ? Người ta đi diễn ấy, đi kiếm tiền chứ làm gì em đâu mà em đánh người ta. Này, anh si mê cái con giải rách đấy rồi à? Hả? Làm sao mà phải bênh nó xâm thập thế? Đàn ông thằng nào mà chả giống thằng nào. Bắt đầu thấy gái là tốn cái mắt lên ấy. Ô hay, thế là chuyện cô đã chửi anh. Thế anh chẳng qua là thấy cô ta diễn hay, diễn đạt đã xin chữ ký thôi mà. Mà may cho em là cô ta hiền với cô ta đi của mình đấy. Chứ mà đi cùng vệ sĩ á, công an cám. Này, anh là người yêu ai đấy hả? Cứ phải bênh thầm chập ý. Nếu mà thích rồi ý, chạy theo mà đi vội đi. Ô hay, sao nói chuyện vô lý bỏ sư đó. Tự nhiên lại ghen tuông ầm ĩ lên. Bây giờ mà không đi nhá, cô ta quay lại gọi vệ sĩ ở đây nhá, thì cũng chết cả đám đấy. Lôi cả họ hàng hang khốc ra ấy, con lại không sợ nhá. Thế là nhất quyết không đi đúng không? Không đi, đứng đây nói chuyện ra nhẹ đi. Không đi, tôi đi. Cứ đứng đấy mà chửi nhau, mình mồm gần ai người nghe. Vô lý bỏ xử. Này, anh dám bảo tôi ở đây mình đấy à? Em đi đâu về mà tóc tai bù xù thế này? May mà em còn chạy nhanh đấy, xem chút nữa thì bị giật hết tóc rồi. Sao vậy? Khán giả bị làm sao ấy, không những chửi mắng em ở trên mạng, lại còn đánh đập em nữa. Thì chắc tại em diễn vai ác nhập tâm quá, xuất sắc quá, cho nên là khán giả người ta mới phẫn nộ như vậy đúng không? Nhưng mà người ta cũng phải biết phân biệt đâu là phim, đâu là đời thực chứ. Đằng này nhá, thấy em xong rồi chạy ra đánh đập, lại còn chửi bới em nữa. Đã thế nhá, người ta lôi cả dòng họ nhà em lên, cả bố mẹ của em lên để chửi mắng. Quá đáng thật mà. Thì anh đã bảo vợ anh là ở nhà đi, mà em có nghe đâu, cứ cắm đầu vào nghiệp diễn cơ. Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, em thích nghề diễn lắm. Cho dù người ta có chửi mắng em như thế nào ấy, nhưng mà bên cạnh đó ấy, vẫn có những người yêu thích em. Họ ủng hộ em ngay từ những ngày đầu tiên em mới bước chân vào nghề cơ mà. Chính vì thế em sẽ phải quyết tâm trau dồi cái khả năng diễn xuất của mình, để em có thể đa dạng nhiều thể loại vai diễn hơn. Như thế mới đúng là diễn viên Lan Anh, chuyên trị đóng vai ác chứ. Đâu có phải ai muốn đóng vai ác cũng được đâu. Em đóng vai ác có bản sắc riêng ấy, đó là điều đặc biệt hơn rất nhiều người rồi. Anh chỉ giỏi nịnh vợ thôi. Phải nịnh chứ. Sắp tới anh định nhờ em đóng quảng cáo cho công ty anh đấy. Chắc là trả cát-xê cao lắm nhở? Công ty FVM nổi tiếng như vậy, chắc là cát-xê phải cao lắm đây. Không nể tình người nhà mà chiết khấu một ít được à? Dĩ nhiên rồi, việc gì ra việc ấy chứ. Thì em cứ nể tình chồng em phục vụ em tận tâm mà chiết khấu đi. Em không biết, để xem thái độ của chồng em trong những ngày tiếp theo như thế nào đã. Em cứ yên tâm, cúc cung tận tụy, không dám hai lòng. Mà này, em theo nghề diễn viên là phải cẩn thận đấy. Anh thấy ở trên Facebook nhiều người bình luận là họ mà gặp em ở ngoài đường là họ sẽ đánh đấy. Ôi giáo ơi, đấy chỉ là anh hùng bàn phím thôi, anh đừng có lo nhá. Không lo sao được, hay là để anh thuê vệ sĩ cho em nhá. Thôi, như thế phô trương quá đấy. Anh yên tâm, em hứa với anh,
Từ giờ trở đi em sẽ bảo vệ bản thân mình, không để bị ảnh hưởng đâu nhá. Thôi tùy em vậy. Mà bây giờ anh có việc phải đến công ty đây. Em cứ nghỉ đi, chiều đến đọc kịch bản sau cũng được. Ơ kìa, tôi đã nhận lời diễn cho công ty của anh đâu. Thôi, nhận lời đi mà. Anh lấy tấm thân để báo đáp nhá. Không thèm. Thôi, em đi nghỉ đi. Con đi đứng cẩn thận chứ, cái chỗ bậc thang này dễ dập mặt lắm đấy. Cảm ơn anh. Là cô à? Hôm nay con đến đây làm gì thế? À, tôi đến đây để ký hợp đồng quảng cáo với công ty anh. À, cái hợp đồng chủ tịch nhắc với chúng tôi rồi. Ôi, giỏi may quá, suốt ngày gặp diễn viên nổi tiếng thôi. Mà xin lỗi cô chuyện hôm qua nhé, nghỉ đâu tôi hơi quá khích. Cái con vô liếm gì kia? Tao biết ngay là mày quen cái thói mồi chà đàn ông mà. Em làm sao nhở? Anh vừa mới xin lỗi người ta không xong đấy. Còn anh nữa đấy, cái loại có mới nấy cũ. Này, giữa ban ngày ban mặt mà đứng trước cổng công ty ôm ấp nhau như này à? Hả? Này, cô bị làm sao vậy? Ngày hôm qua thì cô giật tóc tôi, ngày hôm nay tát tôi. Nếu mà còn lần nữa ấy, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Không bỏ qua thì mày định làm gì tao? Hả? Cô... Này nhá, là con người ấy thì phải có luân thường đạo lý, sống có tình có nghĩa một tí đi. Cô đừng có mà sống kiểu vô văn hóa như vậy. Thế cái loại mồi chài đàn ông như mày ấy chắc là có văn hóa lắm đấy nhở? Cô không có bằng chứng thì cô đừng có mà nói tôi như vậy. Đấy chẳng qua là vai diễn của tôi thôi. Chứ ngoài đời ấy, tôi sống vô cùng ngay thẳng, có đạo đức và văn hóa hơn cô đấy. Muốn bằng chứng chứ gì? Được rồi, lên Facebook của mày mà xem. Suốt ngày khoe là được tặng hoa với tặng quà, rồi đi xe xịn, rồi ăn đồ sang. Này, mới có hai mấy tuổi đầu thôi, lấy đâu ra tiền mà mua những thứ đấy, hả? Không phải là đi mồi chài đàn ông thì là cái gì? Em thôi được rồi đấy. Hôm nay cô đến đây diễn ở công ty của mình. Em lại là thư ký của chủ tịch nữa. Nhớ chủ tịch biết cái này thì sao? Cô ấy là khách của mình đấy. À, nhắc mới nhớ. Hôm qua chủ tịch công ty tôi đích thân nói là cho cô đóng chính quảng cáo quan trọng nhất của công ty đấy. Thì làm sao? Bình thường ấy, anh ấy không quan tâm đến mấy cái chuyện đấy đâu. Nhưng mà hôm qua lại đích thân nói là bọn tôi phải cơm bưng nước rót, rồi là chuẩn bị chỗ nghỉ sang trọng cho cô. Này, mọi người đang đồn ầm lên là cô đang cặp kè với cả chủ tịch công ty tôi đấy. Mọi người đang đồn ầm lên hay là do chính cô tự suy diễn hả? Này, đừng có mà lên mặt với tao nhá. Cái trò mèo mả gà đồng ấy không qua được mắt con này đâu. Đừng có tưởng có chủ tịch chống lưng là oai. Tao chỉ cần nhắn cho vợ anh ấy một tin thôi là mày xong đời rồi đấy. Tôi nghĩ nếu mà chị không thôi cái trò xúc phạm tôi thì chính chị là người sẽ phải cuốn gói cút khỏi cái công ty đấy. Mày dám dọa tao à? Trời ơi, em có chuyện đủ chưa? Anh dám đẩy tôi à? Này, đây là trước cửa công ty, có bao nhiêu người nhìn vào thế này. Em cũng giữ thể diện cho anh thì phải giữ thể diện cho em nữa chứ. Sao? Sợ người ta nhìn thấy bộ mặt thật của anh đấy à? Đã đi theo gái rồi còn dám bắt nạt con này nữa. Này, em bỏ kiểu tự cho mình là đúng ấy đi. Nếu không ấy, anh không chịu được em nữa đâu. Không chịu được thì chia tay đi. Tôi không thể nào mà chịu được cái loại rẻ rách như anh nhá. Ok thôi, chia tay thì chia tay. Nhưng mà anh khuyên thật em nên bỏ tính nết của mình đi. Nếu không ấy, sẽ không ai yêu được em đâu. Mà kể cả có yêu ấy, thì cũng phải bỏ đi như anh thôi. Anh là cái loại không ai yêu ấy. Tôi nguyền rủa anh sẽ cô đơn thì chết đi thôi. Ok, cô nói kiểu gì đấy? Anh ấy cũng từng là người yêu của cô đấy. Anh nói độc mồm độc miệng vừa thôi chứ. Này, tất cả là tại mày đấy. Mày cứ thử bước chân vào công ty tao xem. Tao sẽ cho mày biết thế nào lễ độ. Này, tao đã nói đến thế rồi mà mày vẫn còn vác cái mặt đến đây được à? Hả? Tôi đến đây để bàn chuyện công việc, để gặp gỡ chủ tịch. Mong chị hãy ăn nói hẳn hoi tử tế với tôi. Mà chị là thư ký của một công ty lớn, ăn nói hẳn hoi tử tế một chút đi. Chị không sợ là mọi người sẽ đàm tiếu về công ty này à? Cảm ơn đã nghĩ cho công ty tao. Nhưng mà mày nên nghĩ cho cái bản thân mày trước đi. Cái loại con giáp thứ 13 như mày ý, có còn danh dự để mà người khác đánh giá nữa không mà đứng đây lo chuyện bao đồng như thế? Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với chủ tịch. Phiền chị tránh ra chỗ khác. Mày nghĩ phòng chủ tịch là nơi mày muốn vào là vào đấy à? Vậy thì chị gọi chủ tịch ra đây cho tôi. Từ sáng đến giờ tôi gọi điện cho anh ấy nhưng mà không được. Chắc là mày nghe hết pin rồi. Mày biết gì không?
Nghe nói là hôm nay vợ anh sẽ đến đây, cho nên đương nhiên là anh phải chặn số cái loại bồ nhí như mày rồi. Chị làm tôi phát điên rồi đấy. Chị gọi chủ tịch ra đây cho tôi. Tôi không muốn đôi co của chị ở đâu. Cô đợi một lát, tôi đi gọi Dũng cùng. Việc của anh đấy à? Cô nên nhớ, cô Lan Anh đây chính là đại diện của công ty của chúng ta. Cho nên đi, cô xem lại cái thái độ của mình đi. Mày mà còn bước thêm một bước nữa ấy, tao tát lệch mặt mày đấy. Cô định tát ai lệch mặt cơ? Tôi chỉ đang dọn rác giúp chủ tịch thôi. Ai là rác ở đây? Anh ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ. Nghe nói là chị nhà nắm trong tay 50% cổ phần của công ty. Nếu hôm nay chị ý đến đây mà nhìn thấy cô ta ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Bảo sao người yêu của cô từ bỏ cô, hung hăng, hống hách, tự cho mình là đúng. Này, cầm mồm đi. Là tôi bỏ nó mới đúng. Là tôi không chịu được cô mới đúng đấy. Anh... Đủ rồi. Chủ tịch, cỡ như chủ tịch ý thì phải cặp với cái loại sang sang một tí chứ. Ai lại đi cặp với cả cái đứa rẻ tiền như thế này, làm mất hết giá trị của bản thân anh rồi đấy. Cô bảo ai là rẻ tiền? Thì cái loại suốt ngày đi mồi chài đàn ông, thấy đàn ông là sấn sổ vào chứ sao nữa. Cô My ngày xưa tốt nghiệp khoa văn học nhỉ? Đúng vậy, nhưng mà như thế thì có chuyện gì? Tôi cứ nghĩ những người tốt nghiệp khoa văn học, đầu óc người ta hiểu biết, phải nói ra những lời hay ý đẹp. Nhưng mà cô lại làm cho tôi hiểu thêm một phần đấy. Cô học khoa văn học ra chỉ để đi chửi bới người khác thôi à? Những cái lời thô thiển như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra? Cô có quyền gì mà đi lăng mạ vợ tôi à? Vợ anh á? Phải, cô ấy là vợ tôi. Vợ tôi thức đêm thức hôm để học kịch bản, nghiên cứu tâm lý nhân vật. Ra phim trường thì lăn xả hết mình vì nghệ thuật. Nếu như mà ai cũng đối xử với cô ấy như cô ấy thì thử hỏi xem, trên đời này làm gì còn ai dám làm diễn viên nữa hả? Nhưng mà tại sao anh lại để cho vợ anh làm diễn viên phản diện như thế? Vai phản diện thì cũng là diễn viên. Cô ấy ra ngoài có thể tự kiếm tiền được, là một người độc lập giỏi giang. Đấy là niềm tự hào của tôi. Chỉ có cái loại không biết phân biệt phải trái, không biết phân biệt đâu là phim, đâu là đời thực như cô ấy, mới ra ngoài đi lăng mạ người khác như vậy đấy. Em xin lỗi ạ. Cô My này, cô có biết là vai diễn phản diện là như nào không? Em không ạ. Là như thế này này, là ăn miếng trả miếng đấy. Còn bây giờ cô cút ra khỏi công ty của tôi. Chủ tịch, nhanh lên. Cô nghĩ là sau những gì mà cô đã làm với vợ tôi thì tôi có thể giữ cổ lại đây à? Bao ra ngoài, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đây. Đừng có nhìn tôi, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không cứu được cô ở đâu. Rồi, vào phòng anh đã. Xin chào các bạn. Các bạn vừa xem xong một tập phim của SVM TV. Nếu như thấy hay ấy, thì hãy cho chúng tớ biết ý kiến của các bạn ở tập phim này nhé. Sắp tới chúng tớ sẽ có một series phim rất là hay, rất là đặc biệt luôn. Nếu như yêu thích mình hay là những diễn viên khác ở trong công ty, các bạn có thể tìm link Facebook của chúng tớ dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra, các quý nhãn hàng nếu như muốn liên hệ quảng cáo, hãy liên hệ với hotline và email của công ty, cũng sẽ được đặt ở ngay bên dưới này thôi. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tớ trong suốt thời gian vừa qua. Nhớ like và subscribe kênh của chúng tớ nhé.